CBDC của Nga được tích hợp vào app ngân hàng. Ngân hàng VTB đã trở thành ngân hàng đầu tiên trong số các tổ chức tài chính ở Nga phát triển một tính năng cho CBDC, cho phép người dùng mở tài khoản và thực hiện chuyển khoản bằng phiên bản kỹ thuật số của tiền tệ quốc gia ngay trên app ngân hàng. Theo đó, một số khách hàng sẽ được phép thực hiện các giao dịch thử nghiệm với đồng rút kỹ thuật số vào năm 2023. Chia sẻ về sự phát triển mới, Phó Chủ tịch Ban điều hành VTB, ông Vadim Kulik cho biết ở giai đoạn này, họ đang thử nghiệm việc mở ví cho các pháp nhân. Thông qua việc quản lý để đăng ký một pháp nhân, thiết lập ví và tạo mã QR tĩnh để giúp khách hàng thanh toán khi mua hàng. Xuất hiện trong diễn đàn Finopolis 2022, VTB cũng đã trình bày về tính năng mua tài sản tài chính kỹ thuật số và các mã thông báo theo luật hiện hành của Nga. Bằng đồng rút kỹ thuật số, tính năng này sẽ có sẵn cho khách vào năm tới. Bên cạnh đó, công ty cũng đang chuẩn bị ra mắt một tính năng trao đổi, cho phép chuyển đổi giữa đồng rút kỹ thuật số và tiền điện tử thông thường vào năm 2024. Được biết, Ngân hàng Trung ương Nga đã bắt đầu trình bày khái niệm về CBDC vào tháng 10 năm 2020 và hoàn thiện nền tảng nguyên mẫu vào tháng 12 năm 2021. Giai đoạn thử nghiệm 1 sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm nay. Thế giới đổ xô đến Việt Nam thành lập các quỹ đầu tư blockchain. Theo một báo cáo từ Finder, trong vài năm qua, các nhà đầu tư thế giới đã bắt đầu đổ xô đến Việt Nam và thành lập các quỹ đầu tư chuyên về blockchain. Theo thống kê, lượng vốn đổ vào tài sản NFT cũng tăng vọt từ 37 triệu đô la lên 4,8 tỷ đô la vào năm 2021. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam hiện có khoảng 5,9 triệu người, tương đương 6,1% dân số có tiếp xúc với các tài sản ứng dụng công nghệ blockchain như tiền điện tử hoặc NFT. Do đó, việc nhiều nhà đầu tư và các quỹ việc lớn nhắm đến Việt Nam như một thị trường phát triển tiềm năng cũng là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đưa ra dự đoán rằng số lượng người Việt tiếp xúc với lĩnh vực blockchain sẽ tăng lên gấp 30 lần trong năm 2030. Nhóm Kraken tuyên bố phát hiện ra danh tính của kẻ tấn công FTX, trả lời cho một thuyết gần đây của CEO IBC Group, Mario Nofal về kẻ tấn công đằng sau vụ hack FTX. Nick Percoco, CSO của sàn giao dịch Kraken đã tuyên bố rằng nhóm Kraken hiện đã xác định được danh tính của hacker. Thuyết của Mario khẳng định rằng hacker có thể là một người trong cuộc thiếu kinh nghiệm. Đồng ý với tuyên bố của nhóm Kraken, YouTuber nổi tiếng Satoshi Stacker cho biết rằng hacker FTX đã sử dụng ví TRX từ Kraken và sử dụng Kraken trong suốt vụ hack. Do đó, thông tin chi tiết về KYC sẽ đủ rõ ràng để nhóm Kraken xác định được kẻ tấn công. Phía Kraken hiện đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi cá nhân được xác định và sẽ sớm công bố đến cộng đồng. Như ZipTorrent.vn đã đưa tin, vài giờ sau khi FTX tuyên bố phá sản, hàng trăm triệu đô la trên FTX bất ngờ bị rút ra khỏi sàn. Nhiều nghi vấn đã được đưa ra, nhiều người cho rằng đây là một vụ hack và kẻ tấn công không ai khác chính là những người trong nội bộ công ty. Bất chấp nhìn đồn đoán, cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng nào từ phía FTX về vụ hack trên. FTX cầu cứu cơ quan quản lý khi tiếp tục bị tấn công. Sau vụ hack hàng trăm triệu đô la gần đây, FTX hiện đang đối mặt với một loạt các giao dịch bất hợp pháp khác vào tối ngày 12 tháng 11. Nhiều người dùng và nhà phân tích đã đưa ra cảnh báo về việc nên ngừng tương tác với ứng dụng di động hoặc trang web của sàn giao dịch. Theo công ty phân tích Nansen, chỉ trong vòng 24 giờ qua, các ví liên quan đến FTX đã chứng kiến dòng tiền trị giá 266,3 triệu đô la bị rút ra khỏi sàn, trong khi đó FTX US là 73,4 triệu đô la. Trong loạt tweet vào rạng sáng ngày 13 tháng 11, cố vấn chung của FTX US, Green Miller đã chính thức xác nhận vụ việc, đồng thời truyền tải một tuyên bố đến từ giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm John Jay liên quan đến các truy cập bất hợp pháp được đề cập. Theo đó, Jay nhấn mạnh rằng đang nỗ lực không ngừng để đảm bảo tất cả tài sản được bảo mật, đồng thời giải thích rằng nhóm hiện đang trong quá trình loại bỏ chức năng giao dịch và rút tiền, cũng như chuyển các tài sản kỹ thuật số được xác định đến một ví lạnh mới. Cuối cùng, Ray cho biết họ đã lập tức rà soát thực tế để giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất, cũng như liên hệ và phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để tìm kiếm sự bảo vệ và cách giải quyết. Samson bác bỏ các tin đồn về việc chạy trốn sang Argentina. Sau nhiều đồn đoán xoay quanh việc ông chủ FTX đã cao chạy xa bay sang Argentina để tẩu tán tài sản, phía Samson đã chính thức lên tiếng bác bỏ tin đồn. Trong một tin nhắn được gửi đến cho Reuters vào ngày 13 tháng 11, Sam Bankman Fred đã cho biết anh ta vẫn ở Bahamas và không di chuyển đến Argentina như một số lời đồn gần đây. Như ZipTorrent.vn đã đưa tin, nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử vào tối ngày 12 tháng 11 đã truyền tai nhau rằng Samson đang bắt đầu bỏ trốn. Sau khi một số người dùng theo dõi tọa độ máy bay riêng của Sam bằng cách sử dụng trang web theo dõi chuyến bay ASB Exchange. Theo đó, chiếc Gulfstream G450 của Sam được phát hiện đã hạ cánh xuống thủ đô Argentina, Buenos Aires, sau chuyến bay bay thẳng từ Nassau,
Bahamas vào đầu giờ ngày 12 tháng 11, từng được ca tụng là một doanh nhân mẫu mực cho sự phát triển theo cấp số nhân của tiền điện tử. Samsung hiện đang là trung tâm của các vụ bê bối lớn nhất trong ngành. Sau đây mời các bạn cùng đến với chuyên mục có thể bạn chưa biết. Sau một tuần nhìn lại thì cộng đồng tiền điện tử vẫn chưa hết bàng hoàng khi FTX, một tượng đài của crypto sụp đổ trong chưa đầy 5 ngày. CEO FTX Sam Bankman-Fried viết tâm thư xin lỗi, nhưng chắc chắn rồi, một lời xin lỗi sẽ không hóa giải được điều gì. Khi sáng ngày 10 tháng 11, Binance ra thông báo chính thức, chúng tôi từng mong có thể hỗ trợ khách hàng FTX thanh khoản, nhưng vấn đề ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng giúp đỡ của chúng tôi. Sau khi thẩm định tài chính và xem xét các tin tức cùng các cáo buộc từ SEC, chúng tôi không thể tiếp tục theo đuổi thương vụ mua lại FTX. Dòng tweet của CZ đã thổi bay những nỗ lực cuối cùng của Sam trong việc cứu lấy đế chế của mình. Trong chưa đầy 48 giờ, CEO mấy hơn 94% giá trị tài sản và out top tỷ phú. Tương lai của Sam cũng được ví với Du Quân đang trốn chạy sự truy nã của cơ quan chức năng. Đây có thể là cái kết buồn nhất lịch sử ngành công nghiệp crypto. Khi mà Sam vốn được xem là thần đồng của thị trường tiền mã hóa, tên tuổi của ông gắn với các dự án đình đám như BlockFi, Voyager Digital và Celsius. Năm 2019, ông thành lập FTX và tích cực vận động hành lang. Năm ngoái, khi FTX trên đỉnh cao, Sam từng tuyên bố muốn thâu tóm cả CME Group và Goldman Sachs. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin trưa của CryptoLitVN. Đừng quên đăng ký tài khoản tại website CryptoLitVN.com để trải nghiệm các tính năng ơn thông qua 4 cơ chế kiếm tiền hấp dẫn. CryptoLitVN xin chào và hẹn gặp lại!